Vâng, chào tất cả các bác nha. Thì đây là video em test con vang Audio Mecca gửi cho anh Xuân ở Nghệ An và bộ mic Shure ULX-B4 SM58 hai tay là gửi cho anh Toản ở Hưng Yên. Thì vừa rồi bác cũng lấy cặp loa rồi và sẽ tiện một bác anh Xuân vừa điện lấy con Audio Mecca này. Thì đặc trưng dòng này thì các bác có chế độ chuyên nghiệp cho chúng ta hát. Bằng cái nút này chúng ta bạn qua chế độ hát và bấm OK và hát thôi nha. Còn tất cả hệ thống em sẽ chỉnh hết cho OK, gọi là ngon lành nhất để các bác cùng trải nghiệm thôi. Còn chọn chế độ hát thì tuyệt vời, ở gia đình thì chọn chế độ chuyên nghiệp hoặc là chế độ Enjoy Delay bản nháp và bản cao. Thì bác hát chuyên nghiệp chúng ta chọn chiếc chuyên nghiệp hát nha. Thì cái chương trình chuyên nghiệp thì em đang alo cho các bác cùng nghe đây. 1, 2. Rồi đây là cái mic thứ nhất nha. Nha các bác, đây mic thứ nhất. Cái của các bác mic thứ hai đây. Lực 1, 2. Lực 1, 2. 3, 4. Thì cơ bản thì mic Shure thì nó rất là đắt tiền. Hát thì nó sướng, nó có. Nói chung hát mic Shure thì nó tiếng nó dày và nó chắc, nó đủ chi tiết và nó là tuyệt vời. À, các bác nào mình hát cái xịn cái Shure này xong, các bác hát qua những cái dòng mà bình dân thì nó khác biệt rất là nhiều nha các bác. Thì vậy nên nó mới giá rất là cao. Thì anh em chơi thì lựa chọn hàng bãi về thì nó mới tiết kiệm được gọi là 1/3 giá thành được các bác. Chứ còn mua mới ở Việt Nam mình nó bán rất là đắt, là chính hãng gồm thế gồm đồ rất tiền đắt. Còn chúng ta mua hàng bãi, hàng như đấu giá hay bay về thì nó tiết kiệm gọi là 1/3 đi các bác. Thứ nhất là mình không có thế, thứ hai là Mỹ nó xài rồi nó bán rẻ hơn là so với Việt Nam mình xài rồi nha các bác. Ví dụ như một cái sản phẩm 10.000, Việt Nam mình xài bán lại 7.000, chứ Mỹ nó xài là nó bán rẻ lắm, bán khoảng là 4-5.000 rồi. Thì bài đó mình anh em mình mới thường gọi là mình chơi hàng bãi, những cái giá thành mà sản phẩm mình mua không nổi quá, gọi là đắt tiền quá đi chứ không phải là mua không nổi, đắt quá mua về thì nó rất là sót. Nếu tầm tiền như thế này với bộ SM58 8 triệu một tay và bác lấy hai tay, thì sau đây mời em sẽ làm một ca khúc, mời các bác cùng nghe Chiều Xuân nha. Lực 1, 2, 3, 4. Bác hát với cặp bóp 3-1 series 3 mới về nha các bác. Đây 3-1 series 3 nha. Đẩy cover 850. Có một chiều, chiều xuân như thế, nắng ngập tràn hôn em ngất ngây mùa xuân. Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm, như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nước xuân vây đầy chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm thế hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nước xuân vây đầy chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm thế hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha.